tin. Video chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Sắp bạc Ruby Roblox.net Buôn vàng at Roblox Love Food. Robot giá rẻ lại còn chính hãng. Rất là nhiều vòng quay may mắn và khuyến mãi đang chờ đón mini. Với mua vàng vòng quay khuyến mãi cực kỳ là xịn sò có mọi người. Ai mà chơi Love Food mà lừa chơi game có thể mà vô đây thuê tôi cày. À tôi cày nhé má ơi, tôi cũng rảnh tôi cày cho tôi nữa. Còn ai mà không có ai thì có thể vào shop của tôi. Mua ai sẽ được giảm giá 15% khi các bạn nhập code Ruby đẹp trai. Và nếu mà các bạn muốn được tặng robot miễn phí thì nhớ nhập mã Ruby Robot nha mọi người ơi. Ai mà ủng hộ sức bạn của tôi rồi thì hãy nhớ để lại tên và ID Roblox của bạn phía dưới. Tôi sẽ nhanh tay và kết bạn với bạn nha. Tại vì cảm ơn bạn vì đã ủng hộ và tin tưởng sức bạn của tôi nha. Khoác áo trên vai đời lãng tử. Chào mẹ, con đi chinh gửi con về nha mẹ. Thường ngày là anh em đã thấy là tôi luyện võ công bằng tay, nhưng mà chắc chắn là mấy đứa chưa thấy tôi luyện võ công bằng chân đây nha chân. À không, này đôi dép má ơi. Nên là ngày hôm nay tôi sẽ luyện võ công cho đôi chân của tôi. Phải thật là tiểu lý phi đao không bằng chị của Bỉ phi dép. Later. Tôi quên mất là còn một cái trò chơi đó chính là lấy bét mọi người. À bây giờ lấy bét này bằng cái chìa khóa. À rồi hiểu rồi. Ui ôi, mấy con bét này không biết là nó có mạnh hay không, nhưng mà tôi nghĩ là con bét bên số 5 này sẽ ok hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ random thử một em luôn nha. Ok, một trứng ra cái gì đây? Ra con gì đây có mạnh không? Ui, ra con ong mới đi ơi. Đây nè anh em ơi, con ong là chỉ có tăng 2 cái sức mạnh thôi. Rồi thôi trang bị luôn đi, rồi hí một lần này vô. Ok, con số gì đây nào, ra con mấy gì ra Ali. Còn mày ra ông ra ngoài đây. Con cuối cùng hứa với anh em luôn. Hứa với anh em luôn cuối cùng. Ali ba ba kè quần chị ai đây ra là. Ui, ra con gì hả? Oh my god. Ê mày ơi, con ông với con bò cái sức mạnh nó y chang nhau luôn bay ơi. Trời ơi, tao hối hận quá. Tao hối hận quá, thôi kệ lỡ lấy. Ui, còn có hai cái chìa khóa luôn đi ơi. Rồi, bây giờ là tôi sẽ auto luôn nè, đi nè. Ok, bây giờ đá đi.
5 minutes later. Đây đây, anh em nhìn kỹ, một lần duy nhất luôn nha, một lần duy nhất nè. Yeah, ui trời ơi, một phát là 8 iPhone cửa dưới hết luôn rồi đi ơi. Có ai muốn xem lại lần nữa không? Đó đó, đây 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 đây, thấy chưa chưa? Một phát là mình 8 iPhone cửa dưới luôn. Rồi, bây giờ là cái cửa nhà này nữa, tôi là không thành vấn đề nữa. Rồi, tiếp theo là tới cái cửa của cái nhà băng này anh em ơi. Rồi, chiu. Oh my god, nó cũng rất là mạnh nha. Oh my god, oh my god. Ui, nhưng mà tôi cũng rất mạnh luôn nha mấy đấy ơi. Ok, ok. Ui ôi, tới đây là cái cửa băng đây nè bà. Cửa băng nó hơi cứng một tí, nhưng mà không biết là tôi có vượt qua được hay không. Ui, vẫn vượt qua được nha anh em ơi. Ui, nói chung là hiện tại là cái chân của tôi nó cũng mạnh mạnh được tí, nhưng mà nó vẫn chưa mạnh nhiều nha. Rồi bây giờ là tôi sẽ thử random thử mấy con pet mới nha. Lúc nãy là tôi vừa lập được một em gấu bất cực, là tôi nghĩ không lấy bên đây nữa, tôi lấy bên đây thử luôn nha. Rồi ok, 30 chìa khóa con gì đây, đừng nói ra hung văn nha mày. Ui ui, ra cái con 33% anh em ơi, nói chung cũng được. Ui, gái con chim cánh cụt băng giá tăng 7-70 sức mạnh luôn. Rồi mấy con quỷ này là trời ơi nó phế rồi, bay ơi tao bỏ bay ra nha. Bỏ tụi bay ra nha, tụi bay thấy tao thấy tụi bay là tụi bay tao phế lắm rồi. Rồi gắn em này vô còn 30 cái nữa, đây là mình chơi luôn. Vô ok, ra con gì đây. Ui má ơi, nó cũng ra con cánh cục băng giá nữa bây giờ. Trời ơi là trời, thôi mệt đó, thôi lấy luôn đi, thôi kệ, xài luôn đi nha, xài luôn đi. Rồi là bây giờ là tôi sẽ tập luyện lại cái chân của tôi tí để tôi có thể mà đánh bay một lần là full hết cái cửa nhà này luôn nha mấy bạn ơi. Đó, mong mẹ của tôi không xem được video này. 1 hour later. Mua bằng 50 cái chìa khóa thử kìa. Ok, tăng 20% tốc độ
nhị bay. Trời ơi, trúng ngay con ong lửa anh em ạ. À, trời ơi, nó cũng y chang vậy, y chang cái con bò lửa luôn, không khác gì luôn em ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ cái con này ra, tôi sẽ trang bị con ong lửa vô luôn nha em ơi, để cho nó mạnh tí. Rồi bây giờ là mình sẽ nâng cấp thêm là đôi giày của mình nè. À. À, bây giờ mình đang có 510 sức mạnh của đôi chân mình, nên là bây giờ là tôi sẽ nâng cấp đôi chân của tôi thành đôi chân kim loại nha em ơi. À, ok. Rồi và tôi sẽ nâng cấp cái dấu chân của tôi lên là khoảng tầm là vừa đi là 500 nha. Đấy, bây giờ chỉ cần ngồi cày lại từ đầu anh em ơi, để cho cái sức mạnh của tôi phải nói là thiệt là nhanh luôn đấy bạn. Rồi bây giờ là tôi sẽ train, tôi tập luyện đôi chân tôi. Ui ôi, ui ôi, chạy nhanh thực sự luôn em ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ train, tôi tập luyện đôi chân em ơi. Đấy đấy, ui ôi, ui tôi nâng cấp đôi chân của tôi lên một cái là trời ơi, tập luyện nhanh phải chữ rồi đấy biết không. Đấy, cái sức mạnh đôi chân của tôi nó lên từ từ vượt bậc luôn, đỉnh phải chữ đó bạn em, lên nhanh phải rồi luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ treo nó tầm 15 phút để coi cái nó tăng được bao nhiêu luôn nha mini. 15 minutes later. Ui trời anh em ơi, anh em biết cái gì chưa? Cái gì vậy? Sau mấy tiếng ngồi cày của tôi thì bây giờ tôi đã cha. Ôi giời, đã một phát là tới cuối cửa luôn em ơi. Ôi trời ơi, chơi như này người ta mới gọi là chơi chứ anh em ơi. Đấy. Oh my god. Và bây giờ tôi đang rất là mạnh luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ thử đi qua cái cánh cửa khác hỏi cho tôi đi đâu đây. Ui ôi, lại tới vào cái chỗ khác nữa đi em ạ. Và bên đây thì tôi nghĩ nó sẽ căng hơn. Để tôi coi cái. Ui ôi, căng nha. Tôi thấy bên đây là nó căng nha. Đây đây đây. Tại vì ở bên mấy cái cửa có mấy cái nhà kia, tôi dần dùng một phát là đá bay cái cửa rồi. Ở đây thì tôi phải ngồi tôi đợi từ từ đi em ạ. Ui ôi, căng phết luôn đó em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mình đập pet thử nha em ơi. Ui ôi, 2k được con pet anh em ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ thử chơi lớn luôn, chơi 2k luôn. Rồi ra con gì đây, con số gì đây, đầu ra con mấy con mấy gì ra. Ôi trời anh em ơi, anh em biết cái gì không? Tôi đã có một giây đột biến rồi mà bây giờ tôi lấy thêm một giây chi nữa gì. Trời ơi là trời, chị cô Mỹ ơi, chị Gáo vừa ơi, chị cô Mỹ ơi, tôi đã có một giây rồi, đừng mừng lấy thêm một giây nữa chứ, thôi kệ đi. Rồi bây giờ là mình sẽ chơi lớn luôn, là mình sẽ nâng cấp cho đôi giày của tôi luôn nha em ơi. À không, nâng cấp cái đường mòn trước đi. Rồi cái đường mòn tiếp theo là 2050. Dễ dàng, dễ dàng anh em ơi, ngồi cày tí là được cái gì. 5 minutes later. Rồi rồi rồi, mua thử cái đường mòn này luôn nha em ơi. Ok. Và bây giờ sức mạnh của mình nó khủng bố phải chưởng luôn em ơi. Đó. Ủa, ủa sao tôi có một con đi theo tôi vậy trời. Rồi mấy con kia nó mất tiêu rồi, không biết luôn mấy đấy ơi, không biết mấy con kia nó mất tiêu rồi. Bây giờ tôi sẽ đá cửa nè. Trời ơi, đá nhẹ dài cái cửa luôn đó. Ui giời ơi, mạnh thế này rồi là mình Lý Tiểu Long cũng phải sợ tôi thương anh em ạ. Đó. Rồi bây giờ anh em hãy gọi tôi là Lý Tiểu Cường. Tại vì sao? Tại vì tôi là học trò và đệ tử của thầy Lý Tiểu Long. Anh em nhớ nha, anh em nhớ nha. Trời ơi, ui ôi, ui ôi, đá nhanh và hãy chữ luôn anh em ạ. Trời ơi, sức mạnh như vậy người ta gọi là sức mạnh